thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến. Em tên là Nguyễn Ngọc Tường Lan, học sinh lớp 31, trường tiểu học Tân Tập 1, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Khi em được nghe thầy cô thông báo về cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề sách và khát vọng công hiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, em rất vui và hào hứng vì được giao lưu và học hỏi cùng với tất cả các bạn trên mọi miền tổ quốc. Mình thích nhất ở quyển sách này chính là 12 giá trị sống cơ bản còn được giáo dục cho trẻ năm 1996 trong một hội thảo được tổ chức tại New York, Mỹ. Các nhà giáo dục đến từ nhiều châu lục trên thế giới đã cùng thống nhất đưa ra 12 giá trị sống cốt lõi. Đó là những giá trị sống hòa bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, hạnh phúc, trách nhiệm, giản dị, tự do, đoàn kết. Việc nhận diện được những giá trị sống đích thực cốt lõi là điều rất cần thiết đối với mỗi người. Bạn hãy suy ngẫm thử xem trong các giá trị nêu trên, giá trị nào có ý nghĩa nhất nhé. Từ đó chúng ta sẽ cảm nhận và lĩnh hội được những giá trị sống tốt đẹp nhất cho bản thân. Ngoài nội dung bổ ích phong phú, quyển sách cũng tạo ấn tượng bởi những phần trình bày đặc sắc với chữ in to rõ ràng, hình ảnh minh họa sinh động, màu sắc nổi bật. Bên cạnh đó, sách còn đưa chúng ta đến phần mẹo hay học ngay. Qua đó, chúng ta sẽ biết mình cần phải làm thế nào để bỏ qua khúc mắc, dẫn hồn vào vun đắp giá trị của hòa bình, tôn trọng và yêu thương. Mặt khác, sách có những bài tập để cho mình tham gia thử thách vui vẻ. Đó chính là phần nội dung thử tài. Bên cạnh đó, sách còn
còn có những câu chuyện cười có ý nghĩa giáo dục, những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu. Đặc biệt hơn, sách còn có những câu chuyện hay và ý nghĩa của các bạn phóng viên nhỏ, giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều hay trong cuộc sống. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tình cảm yêu thương con người trong quyển sách này nhé. Bạn biết không, mình đã tìm đọc thêm các quyển cẩm nang kỹ năng khác nói về các kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học của nhà xuất bản Kim Đồng. Các bạn biết đấy, đã từ lâu sách là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy say mê đọc sách, đọc để tiếp thu thêm kiến thức mới và nhất là rút kinh nghiệm cho bản thân về những